Quý vị và các bạn thân mến, bệnh liên cầu lợn ở người là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do virus liên cầu lợn lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu là từ lợn mắc bệnh. Nếu không được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời thì người bệnh có thể tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng, viêm nội tâm mạc. Trong trường hợp bệnh nhân hồi phục thì bệnh vẫn có thể để lại những di chứng nặng nề khác. Vậy đâu là con đường lây truyền bệnh liên cầu lợn ở người? Những dấu hiệu nhận biết người đã mắc bệnh và có cách gì để phòng tránh hay không? Tất cả sẽ được bác sĩ Nông Thị Ngoan đến từ khoa truyền nhiễm của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Chào MC Thu Hiền ạ. Kính chào quý vị khán giả. Cũng xin lưu ý là quý vị khán giả có thể xem lại chương trình và đặt câu hỏi tư vấn tại fanpage Sức khỏe Quảng Ninh và địa chỉ email chuyencungbacsi.qmg@gmail.com. Trước khi có cuộc trao đổi với bác sĩ Nông Thị Ngoan thì mời quý vị và các bạn theo dõi một clip ngắn sau. Liên cầu khuẩn lợn là một loại bệnh gây hại cho người và lợn. Đây là bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra ở hầu hết các loài động vật máu nóng, trong đó có lợn và người là chủ yếu. Bệnh tăng mạnh trong mùa nắng nóng và có nguy cơ trở thành dịch nếu không có biện pháp phòng tránh điều trị. Bệnh có thể lây từ lợn sang người và gây tử vong. Người nhiễm bệnh có triệu chứng viêm não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp, tỷ lệ tử vong khoảng 7%. Đây là bệnh nguy hiểm vì nếu nhiễm loại vi khuẩn này mà không được chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ bị viêm màng não, nhiễm trùng huyết, gây choáng và có thể để lại những di chứng nặng nề với 60% bị ù tai, giảm thính lực, 20% điếc hoàn toàn không hồi phục. Ở miền Nam Việt Nam, 95-98% bệnh nhân nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn thường bị viêm màng não. Qua clip vừa rồi thì có thể thấy bệnh liên cầu lợn gây ra nhiều di chứng nặng nề cho người nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Và theo báo cáo của Bộ Y tế thì trong những tháng đầu của năm 2023 đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm liên cầu lợn ở người tại một số tỉnh, thành phố. Xin bác sĩ cho biết đâu là nguồn lây và đường lây truyền liên cầu lợn ở người ạ? Trong tự nhiên, liên cầu lợn thì có trong những cái con vật như là lợn nhà, lợn rừng, chó, mèo và chim. Các cái vector truyền bệnh bao gồm như là ruồi, rán, chuột. Liên cầu lợn có thể lây từ động vật sang người qua những cái con đường sau: đường tiêu hóa, qua việc mình ăn uống những cái chế phẩm từ lợn có bệnh, lợn mang mầm bệnh chưa được nấu chín kỹ, hoặc là thông qua những cái vết tiếp xúc qua da, qua những cái vết thương hở. Đường ít gặp hơn có thể như là đường hô hấp, bằng việc là hít phải liên cầu lợn từ những cái ho, hắt hơi từ dịch tiết của lợn. Có thể khẳng định là nguồn lây chính ở đây là từ các loài động vật mang liên cầu khuẩn lợn, đúng không ạ? Và bệnh nhân thì có thể lây truyền bệnh trực tiếp mà thông qua là việc ăn uống các sản phẩm từ lợn. Vậy xin bác sĩ cho biết là khi mà bị mắc bệnh rồi thì bệnh nhân sẽ có những cái dấu hiệu như thế nào? Ở Việt Nam, ở châu Á thì hay gặp những cái thể loại sau. Đầu tiên là viêm màng não mủ thì có những cái dấu hiệu như là sốt cao, rét run, hội chứng não màng não rất là điển hình, đau đầu, nôn bọt và sợ ánh sáng. Có thể nặng hơn, biểu hiện cái tình trạng kích thích như là lơ mơ, kích thích, hôn mê. Nếu mà đến muộn thì có thể là gây nguy cơ tử vong. Cái thể thứ hai mà hay gặp ở người châu Á, như là người Việt Nam mình, đấy là nhiễm khuẩn huyết, biểu hiện như là sốt cao, rét run, ớn lạnh, có thể có nổi ban, xuất huyết toàn thân. Cái triệu chứng mà hay gặp nữa là hội chứng dạ dày ruột, bao gồm như là đau bụng, nôn, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng. Hai cái thể viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết ấy, nếu mà không đến viện để điều trị kịp thời và đúng lúc thì có thể để lại biến chứng rất là nặng nề, hoặc nặng nề hơn có thể là gây tử vong. Còn những cái thể bệnh khác thì ít gặp hơn nhưng mà nó cũng nguy hiểm, ví dụ như là viêm nội tâm mạc thì có thể gây nên cái tình trạng đau ngực này, rối loạn nhịp tim, hoặc là viêm nội nhãn thì gây nên giảm thị lực, nhìn mờ, đau mắt. Các thể bệnh ít gặp hơn ở trên lâm sàng có thể là viêm khớp này, viêm phổi và viêm màng nhện tủy. Như bác sĩ Ngoan vừa chia sẻ thì sẽ có rất nhiều những cái dấu hiệu nhận biết để bệnh nhân biết là mình đã bị mắc viêm khuẩn cầu lợn, đúng không ạ? Vậy với những cái dấu hiệu như thế nào thì bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở y tế ạ? Để chẩn đoán một ca nhiễm liên cầu lợn, bác sĩ sẽ dựa vào yếu tố dịch tễ lâm sàng và cận lâm sàng. Yếu tố dịch tễ đấy là trong vòng 10 ngày bệnh nhân có phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ. Đấy là thông qua việc ăn uống các cái đồ ăn mà chưa được chế biến kỹ mang mầm bệnh, hoặc là khi mà
có tiếp xúc với lợn bệnh thông qua quá trình vận chuyển, chăn nuôi, giết mổ mà không có dụng cụ bảo hộ. Và khi mà có yếu tố phơi nhiễm trong vòng 10 ngày đối với các cái mầm bệnh mà có các biểu hiện như sau: gai, sốt, sốt, rét, hoặc là đau đầu, nôn, buồn nôn, sợ ánh sáng, có những cái triệu chứng tiêu hóa như là đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng, người mệt nhiều thì nên đến cơ sở y tế để khám và điều trị ngay lập tức ạ. Những dấu hiệu như là sốt cao, đau đầu hay là đau bụng đi ngoài thì các bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng không ạ? Vậy xin bác sĩ Ngoan cho biết là tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thì đối với những bệnh nhân này thì sẽ được điều trị như thế nào? Từ đầu năm 2023 đến giờ, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã tiếp nhận một vài ca nhiễm liên cầu lợn. Tùy vào thời điểm mà bệnh nhân đến viện, bác sĩ sẽ dựa vào những cái yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng để đánh giá tình trạng bệnh nhân và đưa ra những cái phác đồ điều trị cụ thể. Cái nguyên tắc điều trị của mình sẽ là điều trị căn nguyên và điều trị hỗ trợ, phát hiện những cái biến chứng nặng để tiên lượng và xử lý kịp thời. Nguyên tắc quan trọng nữa đấy là phải cách ly hoàn toàn người bệnh. Vâng, như vậy là tùy vào tình trạng bệnh của bệnh nhân thì các bác sĩ sẽ có những cái phác đồ điều trị khác nhau đúng không ạ? Vâng. Vậy xin bác sĩ Ngoan cho biết là trong và sau quá trình điều trị thì người bệnh cần phải lưu ý những gì đến chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày ạ? Trong quá trình điều trị thì người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, cách ly với cả môi trường bên ngoài. Và trong và sau quá trình điều trị thì trong cái chế độ ăn uống và sinh hoạt thì cần ăn uống tăng cường dinh dưỡng, bổ sung đầy đủ các chất và vitamin, tránh tiếp xúc và ăn uống phải lợn có mang mầm bệnh. Vâng, việc ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để nhanh chóng phục hồi sức khỏe là một việc làm rất cần thiết đúng không ạ? Vậy xin bác sĩ Ngoan cho biết là để phòng không mắc phải căn bệnh này thì người dân cần phải làm gì ạ? Để phòng tránh bệnh liên cầu lợn thì người dân cần tuân thủ đảm bảo những cái nguyên tắc an toàn trong chăn nuôi, kiểm soát những cái dịch bệnh trên lợn, tiếp xúc với lợn này, thịt lợn và các dịch tiết của lợn, nên mang các cái phương tiện phòng hộ cá nhân như là găng tay, giày và khẩu trang, không giết mổ và chế biến thịt lợn bị bệnh, bị ốm chết hoặc lợn không rõ nguồn gốc, không ăn tiết canh, các cái thực phẩm mà từ lợn chưa được chế biến kỹ. Như bác sĩ vừa chia sẻ đó là cách để phòng tránh lây bệnh. Nhưng mà nếu dịch bệnh mà đã xảy ra rồi thì chúng ta cần phải làm gì để không bị bùng phát? Để tránh dịch liên cầu lợn bùng phát mạnh thì chúng ta cần có những cái biện pháp khoanh vùng dập dịch ngay lập tức khi phát hiện ra có ca bệnh. Lợn ốm chết phải được chôn, khử khuẩn và sát khuẩn đúng cách. Chuồng trại chăn nuôi thì nên phun các cái chất khử khuẩn sát trùng và phải để trống chuồng trại 2 tuần mới được chăn nuôi trở lại. Bên cạnh đó thì cần thực hiện nghiêm cái công tác kiểm dịch lợn giữa các cái huyện, các tỉnh và đặc biệt là giữa các quốc gia mà đã có phát hiện trường hợp nhiễm liên cầu lợn. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ Nông Thị Ngoan vừa chia sẻ. Và để tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng đến với mục góc chuyên gia. Xin mời bác sĩ Ngoan đến với câu hỏi đầu tiên của khán giả Trần Khánh Huyền ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long có hỏi là vi khuẩn liên cầu lợn thì thường cư trú ở bộ phận nào trên cơ thể động vật, thưa bác sĩ? Xin cảm ơn câu hỏi của khán giả. Vi khuẩn liên cầu lợn thì thường cư trú ở đường hô hấp trên của lợn như là khoang mũi, amidan và hạch hầu họng. Ngoài ra thì vi khuẩn liên cầu lợn có thể gặp ở những cái bộ phận khác như là nội tạng này, đường tiêu hóa và cơ quan sinh dục. Một câu hỏi nữa đến từ khán giả Nguyễn Tuấn Minh ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long có hỏi là những chất sát khuẩn thông thường thì có tiêu diệt được vi khuẩn liên cầu lợn không ạ, thưa bác sĩ Ngoan? Vi khuẩn liên cầu lợn thì có sức đề kháng kém, dễ bị tiêu diệt bởi những cái tác nhân và nhiệt độ từ môi trường bên ngoài. Các cái chất sát khuẩn thông thường như là xà phòng, nước da ven, chloramine và nước vôi thì có thể tiêu diệt được vi khuẩn liên cầu. Vi khuẩn liên cầu lợn thì có thể tồn tại và sống ở môi trường nhiệt độ phòng khoảng từ 8 ngày. Ở trên những cái xác con lợn chết thì vi khuẩn liên cầu có thể tồn tại trong vòng 6 tuần. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Đỗ Thủy Tiên ở phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long có hỏi là bệnh liên cầu khuẩn ở lợn thì có lây từ người sang người không ạ, thưa bác sĩ Ngoan? Dựa trên những cái bằng chứng khoa học thì vi khuẩn liên cầu lợn sẽ lây từ lợn mang mầm bệnh sang người bằng cái con đường tiêu hóa ăn uống này, hoặc là những cái con đường tiếp xúc. Còn hiện tại thì chưa có bằng chứng khoa học để kết luận là vi khuẩn liên cầu lợn sẽ lây từ người sang người.
Quý vị và các bạn thân mến, tỷ lệ tử vong do liên cầu khuẩn lợn ở người thấp, những di chứng để lại rất nặng nề nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Vì vậy, chẩn đoán sớm và sử dụng kháng sinh thích hợp là yếu tố chính để giúp điều trị hiệu quả và giảm tỷ lệ tử vong. Hy vọng những kiến thức mà bác sĩ Nông Thị Ngoan vừa chia sẻ trong chương trình thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn nhận biết những dấu hiệu của bệnh cũng như là biết cách để phòng tránh bệnh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nông Thị Ngoan đã đồng hành cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.